lãnh đạo Công an quận Hà Đông đã đến Bệnh viện Quân y 103 để thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bị ngạt khói khi tham gia chữa cháy tại trung cư mini trong ngõ 2970 Khương Đình. Liên quan đến vụ cháy trung cư mini tại ngõ 2970 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đến 19 giờ ngày 13 tháng 9, cơ quan chức năng xác định 56 người tử vong và 37 người bị thương. Trong vụ cháy này, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội và lực lượng Phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an đã cứu được hơn 70 người mắc kẹt bên trong trung cư mini bị cháy, đưa ra ngoài an toàn. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Hà Đông cũng đã điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy và một máy nạp khí oxy để tham gia phối hợp chữa cháy. Trong quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông có 4 cán bộ chiến sĩ gồm Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Trung Hiếu, Nguyễn Tuấn Hùng, Lê Quang Khải bị ngạt khói và đang được điều trị tại bệnh viện quân y 103. Ngay sau vụ cháy, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, trưởng công an quận Hà Đông đã đến thăm hỏi, động viên 4 cán bộ chiến sĩ bị thương khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trước đó, hồi 23 giờ 20 phút ngày 12 tháng 9, Tổng đài 114, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại trung cư mini số 37 ngõ 2970 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tòa trung cư mini bị cháy cao 9 tầng, diện tích hơn 200m2, có 45 căn nhà với khoảng 150 người dân sinh sống.